Bây giờ nè, bây giờ game OMG 3Q hả? Đúng rồi, đang cày anh level nè. Xếp đội hình sai rồi kìa. Hả? Ai mà để vị trí tướng hồi máu lên hàng trên vậy? Ba vị trí còn lại theo thứ tự Vu Cát, Hoa Đà và Trần Đăng. Ờ đúng rồi. Sao hay vậy? Cảm ơn nha. Hả? Xếp. Không, con quỷ làm hết hồn à. Game OMG ba quy đồ hen. Chơi cho đỡ chán thôi à.